Mẫu SUV bán tải Foranger 2023 mới chính thức được xuất xưởng, sẵn sàng giao tới tay khách hàng tại Việt Nam. Mới đây, Foranger thế hệ mới đã chính thức ra mắt tại nhà máy For Hải Dương ngày 26 tháng 8 vừa qua. Hiện những lô xe của Foranger 2023 đầu tiên cũng đã được đưa về các đại lý chính hãng chờ giao tới tay khách hàng. For Việt Nam đã tổ chức lễ xuất xưởng chính thức cho Foranger 2023 mới, mẫu xe đang nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng Việt đặc biệt sau khi được chốt giá bán lẻ đề xuất khởi điểm từ 659 triệu và cao nhất lên tới 965 triệu đồng. Theo đó, thế hệ mới của mẫu bán tải ăn khách này sẽ sẵn sàng được bàn giao tới khách Việt từ đầu tháng 9 tới đây, tuy nhiên lượng xe về không nhiều khiến Foranger, thế hệ mới đang gặp tình trạng bia kèm lạc, tới 60 triệu đồng tại một số showroom. Ở thế hệ mới, thiết kế của Foranger 2023 tại Việt Nam lột xác toàn diện, trở nên khỏe khoắn và cơ bắp hơn nhiều so với đời cũ. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn chiếu sáng trước tạo hình chữ C lạ mắt và đáng chú ý lần đầu có công nghệ LED matrix trên bản oai trách. Ở phía sau, cụm đèn hậu cũng có thiết kế vúi theo chữ C nhằm giữ nét hài hòa với phần đầu xe. Bước vào bên trong, nội thất của Ford 2023 đem lại xúc cảm hiện đại giống người anh em Everest đã ra mắt Việt Nam trước đó. Trên bản oai trách cao cấp nhất, xe được trang bị bằng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng màn hình giải trí 12 in đặt dọc đi kèm hệ thống thông tin giải trí sinh bốn mới nhất của Ford. Các tiện nghi đáng chú ý khác gồm điều hòa tự động để nổ nút bấm, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử, ghế da chỉnh điện. Những tính năng này giúp Ford Ranger 2023 không chỉ phù hợp với công việc, mà còn có thể sử dụng làm phương tiện phục vụ gia đình. Về khả năng vận hành, Ford Ranger 2023 có hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy dầu, tăng áp đơn dung tích 2.0 lít sản sinh công suất tối đa 167 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 405 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Tiếp đến, động cơ dầu, tăng áp kép, dung tích 2.0 lít chỉ có trên bản oai trách tạo ra 207 mã lực và 500 Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.